Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ bắt đầu dịu dần từ ngày mai. Tuy nhiên, ở Trung Bộ, nắng vẫn sẽ còn gay gắt trong những ngày tới. Sáng ngày 21 tháng 6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã có những chia sẻ thông tin về đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo đó, những ngày vừa qua, Hà Nội là địa phương ghi nhận có nhiệt độ cao nhất cả nước với nền nhiệt ghi nhận được là trên 39 độ C. Tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận một số khu vực đạt ngưỡng trên 39 độ C. Đây là những khu vực nắng nóng nhất cả nước trong những ngày qua. Đánh giá về cường độ của nắng nóng năm nay so với các năm trước, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, vào thời điểm cuối tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ thấp hơn so với mọi năm. Cao điểm nắng nóng năm nay theo dự báo rơi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và có thể kéo dài cả tháng 7 ở Trung Bộ. Từ đêm ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Các đợt mưa dông này sẽ kết thúc đợt nắng nóng gây gắt ở các miền Bắc. Vào ngày 25-26 tháng 6, nắng nóng sẽ quay trở lại Bắc Bộ. Dự báo các tháng tiếp theo có ghi nhận các đợt mưa có cường độ lớn. Bắc Bộ cao điểm mùa mưa là tháng 7 và 8. Các đợt mưa có cường độ lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ nắng nóng mà mưa lớn, bão mạnh, mùa đông xảy ra rét đậm rét hại, xảy ra với tần suất nhiều hơn. Chúng ta cần chủ động ứng phó.